Ừ. Con ăn gì đã? Ăn sausage. Wow, nhắm nhắm. Yummy. Buổi sáng là ăn cái phần này. Sao con ăn hai đầu luôn vậy hả? Còn Andrew, con Andrew có ăn không? Hả? Andrew có ăn sáng không? À, buổi sáng nhà mình hôm nay là ăn theo kiểu Tây. Ăn bánh sandwich và kim một cái sausage. Bỏ vô kẹp giữa mình ăn. Để mình chiên là mình ăn thôi, cái này rất là rẻ luôn. Sausage hôm nay cũng khá là rẻ tùy theo loại. Mời. Thank you. Đây cả nhà. Mời cả nhà ăn sáng. Có gì nó có hơi cay vậy? Ớt. Tương ớt. Sợ con ăn không được hả? Đây bà xã mình cũng một cái. Cái rìu thì nó cầm của này. Đó. Nó một cục thịt bự vậy đó. Mình lấy cái miếng bánh sandwich nè. Mình làm mấy cục sausage. Rồi mình bỏ cái hành tây chiên lên. Bỏ một ít nước barbecue sauce. Ăn thêm một cái nữa. Mình không có thích ăn cái chai đây. Nó chua chua. Có thì không thì ăn một ít tương ớt này nè. Bây giờ thôi, giờ mình ăn cái này được rồi. Có hành đây thì ngon rồi. Yeah. Hôm nay trời ở Melbourne chuẩn bị mưa. Ngày hôm qua, chiều hôm qua giờ gió các bạn. Ngày hôm qua trời nóng lắm, 30 mấy độ C. Làm ở trên hãng mình cũng mệt luôn. Hôm qua là mấy cái cửa thiệt là lớn, làm nặng phê luôn. Bây giờ là trời muốn mưa rồi nè, lắc cắt rồi đó. Đi ra sau nhà thăm mấy chậu lan, hôm nay nó lại ra bông. Có cái thì nó cũng muốn tàn rồi. Trời nắng mấy cái chậu nhỏ nhỏ trên này nó nóng, nó cũng chịu không nổi luôn á. Đây là cái lan này nó màu trắng nè. Đây cũng một giống, nó cũng gần giống nhau nữa nhưng mà nó lại màu tím tím. Đây nữa là đây là nó trắng hồng. Nó hơi khác một chút xíu. Cái lan mai này nó cũng tàn rồi. Đây chia sẻ với mọi người. Cây cherry của mình bắt đầu nó chín rồi nè. Nhưng mà mình hiện tại là mình đang bọc cái lưới, tủ cái lưới này cho tránh nó chim ăn. Chứ không là chim nó quằn liên tù tì luôn. Ước tính ra cái cây cherry nhà mình thì nó cũng khoảng cỡ 1 kg hơn vậy thôi chứ không nhiều. Có cái nhánh kia nó cong nó quằn xuống, nó ăn mình xuống rồi kìa. Chắc là nay mai mình sẽ hái thôi. Chín đỏ hết trơn rồi. Không cho mày hái cherry nữa đâu. Ừ, hết cho hái cherry, cherry chín rồi, đỏ đẹp lắm. Thế. Quá đẹp luôn, nó chùm chùm. Nhưng mà không cho anh Diều hái nữa đâu. No. No more. Anh Diều phê lắm. Ngày nào cũng rình ra hái hết trơn. Nào cũng hái cherry, cherry hái hoài, hái lựa trái sống hái không à. À, cái địa chỉ cho anh Diều hái trái này. Ok. Ok liền. Đây, trong này có một trái. Thò tay vô đây. Bên này nè, trái này nè nha. Nè. Này trái này nè, thò tay vô. Nè, thò tay vô đây. Rồi trái đây địa chỉ. Ê, đây này, đây này. Đây này, đây này, đây này, đây này. Ừ, đây này, đây này. Đây nè, đó. Đây nè, trái này nè. Yeah. Yeah.
Yeah. Rồi đi vô đi. Ăn cherry yam yam không? Ngon không? Quay mặt lại nè. Đi vô. Ngon không? Yam yam. Thiệt không? Yam yam. Yam yam. Ăn luôn khỏi rửa khỏi đồ luôn đúng không? Trời ơi. Ăn cherry ngon không? Ăn cherry. Cherry ngon. Ăn red. What color? It's red. Red tiếng Việt là gì? Màu đỏ. Ơi giời, màu đỏ. Ơi, màu đỏ. Màu đỏ. Ừ đúng rồi, đó, phải sửa giọng vậy đó nghe chưa. Rồi xuống cho nó mấy mì cắt salad này. Hello các bạn, mùa hè đến rồi. Ở Trình nó đi học giờ, cái mẹ nó đi đón. Trạm xe bus thì cũng gần nhà mình thôi các bạn. Trong nhà mình đi tới đó khoảng buổi sáng, ở Trình đi học cũng khoảng 50 mét thôi, hơn 50 mét tới cái trạm xe bus rồi. Thì ở Trình đi ra qua đó, mẹ đưa ra đó lên xe bus, chiều xe bus chạy về thì xa hơn khoảng hơn 100 mét. Ở những cái nơi mà có cái trạm xe bus gần nó cũng tiện lắm. Đây, đây là những cái căn nhà của nhà, đây là của người, một người người Phi. Hello Austin. Hello, có cái miệng méo méo vậy. Mang cái cặp kìa. How are you? I'm good, thank you. Today how are you? Daddy, I'm good, thanks. How are you? Good. Bữa nay con có đi bơi không? Yes. Có đi bơi hả? Vui không? Yes. Nói tiếng Việt. Có đi bơi không? Không, nói tiếng Việt. Có đi bơi. I didn't go to swim. Có trình đi bơi. Rồi đưa cặp cho ba, mang nặng không? Yes không à. Ôi cái cặp bữa nay có cái gì trong này cũng hơi nặng á chứ bộ. Mũ con đâu? Lại mấy mì đi. Mấy mì cầm cái gì cho nha, mấy mì mang cái gì trong đó. Mình thấy ở nhà vắng quá không đi ra mà lại đi luôn. Hello chị, khỏe không? Ý. Dạ. Ở nhà buồn quá. Hello mọi người, chuẩn bị tới tháng Noel rồi, đầu tháng 12. Hàng xóm mình xung quanh đây họ cũng treo cái cây, những cái đèn nhấp nhá đón Noel rồi. Thì lần trước mình để cái đèn này nè, 3-4 năm á. Nó không hư nhưng mà vô tình là hôm đó cái gara mà cái trục cuốn của cái bánh xe nó kéo cái cửa này lên nè. Gió nó đung đưa cái cọng dây điện nó bị tuột vô, cái nó cuốn nó nhai trong đó, nó đứt dây đứt nhựa hết, cho nên bây giờ mình phải mua cọng dây mới. Để mình làm cho nó có cái không khí Noel các bạn. Cọng dây này là dài 22m4. Không biết là nó đẹp như cái đợt trước hay không, đợt trước rất là nhiều màu, đẹp lắm. Mua ở Audi. Đây bây giờ mình phải tháo ra, nhiều 22 mét thì nó cũng ok, thì cũng dài thôi. Hàng xóm mình chỗ kia người ta năm nào cũng đẹp hết á, treo nhiều lắm. Ở gara mình có cái ổ cắm điện. Đi vô hả? Tụi bay mở cửa cho vô. Vô ở ngoài lạnh. Nè, come in, inside. Ủa hồ. Để vô, cho vô trên đây lấy iPad chơi. Đi đi, bye bye. Ok. Giờ mình sợ vô cái lỗ hôm trước á.
trồng đất nữa. Dọc xíu xíu cái gì nó đẹp hơn. Ồ giỏi, good boy. Gì răng hừ hừ vậy? Rồi bây giờ mình đang chạy lên chạy xuống như này cho nó gần thôi, đừng có đang ở dưới cái sợ lấy cái cây cây gì cái cây chống ở đây ông đang keo ông đang cái sợ nó đi ra đi vô tưới nước ngã.